ai ướt quần hả? Tại vì nó còn dính á, chưa kịp cắn. Bà dính nước chứ không phải dính cái kia nữa mà mệt. Ủa nãy giờ Tấn đâu đã? Hả? Có cái số nào? Nãy nó có gắn sim không? Điện nó coi. Chưa đâu ra hết rồi. Đâu ai ra hết rồi. Ủa? Quần rồi phải để ra rồi. Hồi nãy thì có để không ra lấy hành lý rồi, ra lấy hành lý tới vậy. Dạ. Ra vô tao đem tay. Hả? Đi ngoài hả? Hết vậy. Ghế máy gì? Nó có cổng ở đây. Ra ra đây ra nó có bảo có bản báo báo chỗ mình lấy. Phải qua hải quan được. Có tiếng rồi. Tiếng 50 phút rồi. Tính ra chiến mình là nhóm mình là cái đi cuối cùng luôn. Tại cái hết rồi. Đợi mà tất cả mà đi chơi rồi gấp gì. Thank you.
nay giờ giờ Túc Anh cái đây lạc ở đâu qua Thái Lan. Nó lạc Thái Lan quá. Rồi cái chỗ đó đi, đã lấy rồi ấy chia chồng hệt. Ờ, ra cổng này phải không? Ừ, ở đây anh có ra dắt ngồi chỗ đó đi, rồi chút xíu lấy hành lý rồi đi lại đó. Chị không cần lại dắt má lại ngồi lúc đó đi. Ngay ra trước ra cổng có cái ghế ngồi cho má đi. Chút xíu lấy hành lý rồi đi lại đó. Chị không cần lại dắt má lại ngồi lúc đó đi. Ngay ra trước ra cổng có cái ghế ngồi cho má đi.
số 5, số 4 dưới kia. Đi xuống kia, xuống kia thôi. Bốn dưới kia anh đây. Rồi, mừng quá hai chồng gặp lại ôm nhau đi. Trời ơi, ôm nhau mừng quá trời. Còn cái vợ nhỏ đâu? Kia. Đi xuống kia, xuống kia thôi. Bốn dưới kia anh đây. Rồi, mừng quá hai chồng gặp lại ôm nhau đi. Trời ơi, ôm nhau mừng quá trời. Còn cái vợ nhỏ đâu? Vợ
Nãy lo nói chuyện với tài xế rồi lấy ai nói chuyện với tài xế mà tài xế nó chờ mình mà chờ cái gì mà chờ nó lại nó giải thích phải cho nó biết cái địa chỉ chỗ nào nữa kêu em đi đi đổi giùm anh mà em cũng đứng đó rồi. Kêu đâu à, được rồi đó tên là lầu năm tao đổi rồi ở đây nó cũng có chỗ đổi tiền vậy đi em vòng đi nha chỉ đại đâu chỉ đại đâu chỉ đại muốn đâu dạ đó. Thì nó đưa nhiêu tiền mình hơn nhiêu gì mà thích ăn gì không ai ơi cái nào ăn đi đó chục bạc lên 70 lên 70 nói chuyện không nói gì nè à ok ok sao ở ổng đi đâu ổng đi đâu hả à? Ừ 10 phút á ừ nhiều quá vừa nó kêu rồi. Bác Thái rồi. Đâu rồi? Kêu cái tá phần lần đó, kêu gì dữ. Uống đây chỉ biết đâu. Biết nói chuyện, biết nhiêu nha. Tao kêu quơ đại. Chị không mua nữa. Chị vừa là chị trả tiền đó, rồi. Nó tối à. Mua thôi, mua nữa. Mua rồi, cứ thôi, mua nữa. 8 phần rồi.